Chào các bộ các mế, cháo cây ngủn mắng. Mới các bộ các mế, cây ngủn mắng, đếu ngỏ trên chính truyền hình thiểu mướng của Đài Phát thanh Cố truyền hình tỉnh Hòa Bình, phát lên kênh VTV Đăm, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa các bộ các mế, thưa cây ngủn mắng, vừa đây hơ, quốc hồn có món mướng chú yểu rứa bào tự nhiên. Ản cây chê chứ đúng báo của thiên nhiên, đà lá cho bấu, cỏ tán nét văn hỏa, âm thức công rất phong phú với đứa như cái kèng chiến thùng, trang hương vị quốc khú của trứng. Lòng lụa y phải đắng đền ráo men là à lá bớ tán lại men theo cách đới hơ. Tuy thì can ý mỗi chỗ quân mướng ở tỉnh Hòa Bình y quán rất ét mỏ mát quế men là có như cái cách đớ lá ráo bớ men là của chiến ní. Thiệt má cỏ tán mỏ y có duyên với văn hỏa âm thức mướng cùng đớ đứa cổ khức tầm huyết đờ khao này hối trình men là đốt đảo của một mướng. Lọc vào đấu chỉ hôm nay mới các bộ các mế cây ngủn máng đếu theo ngọ phỏng chứ. Hương vị miền lạ tùy thưởng ở quần mướng. Lá mỏn mướng chớ, đế tha cúng cá lên ở quần mướng Hòa Bình giáo văn hóa chiến thủng, ản coi là kẻ nôi của văn hóa dân tộc mướng. Lái qua quả chính công tác với đặc thú lá thanh tra viên. Đưa đô húng đã có cơ hội ản đi khắp tán quần mướng ở tán huyện Tlòng Tình. Cách ni hơn mớ năm, Tlòng mỗi lần đi công tác ở cha lúng cháu ở Tần Lạc. Đồ húng đã ăn gáp cơ, bố méng với món miếng. Cũng lòng bữa cơm, đửa công đã ảng đáo. Chẳng lấm như tán lấn, khảo môi cuốc bùi như thỉa. Đửa y cỏ cam chác, đột lốt, mệt nhóc. Mang ngước lại, khảo môi chất tay. Đửa y thầy khước khỏe ôn đính, tỉnh thần tráng phải. Tó mó quế thức ảng lá ní, bố tím hiêu, đửa ảng mắt. Lùa lá ráo men là cố chiến của món mướng, ản thiêu lần viền đúng, hồng gô. Tuy thỉa, ráo của món miếng ở ni, chí ản tán lúa nhá trường cất, bào tán ngáy quan lõng, đớ chân cùng bồ đà thổi thăm bào tán chip lê thết, cho quy chính kỹ thuật trường cất thú cùng phức tạp. Lại qua hơn mớ năm, bơ của vùi lùa, đưa y vô tính đắc ản lăng cuộn chứ thì thấn thoải, đế đất, đế đác, chẳng ngư viết mướng. Kẻ bán hơ chất bán năm 1975, quán lưu chiến cổng thức lá men đúc đảo của một mướng. Ở trường mứa bồn, thím ráo, quán ghi lái, đưa y đã có ngay ý tương hối trinh lái, thử men ráo quỷ ní. Cái cách la truyền thống của món mướng tần tôi tìm hiểu lại thì nó ta bị vớt trân ti. Món mướng y có men lạ. Men lạ đã ảnh ghi hắn lòng sự thi. Nhưng bên vào thực tế lại có treo người la. Không một thời gian ra đi thu thập khảo nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu, sáng xuất thứ. Công tân tôi đã thành công lòng việc khôi phục lại men lạ dân tộc mướng. Mần mưa bổn vì dược liệu tháo mộc đang có khăn lòng tự nhiên. Tân tôi có thể bổ qua một vài loại dược liệu quỷ đỡ la trình men lạ của mòn mướng, ví dụ như giáo cổ lam, cơ thiên niên kiện là tan sản vật rất là quỷ, sa nhân, cơ trượt lặng, là cơ sỏ trứng, trăng là cơ vi bài, cơ vi bài lòng sách tư điển y dược, niệm là cơ cúc hoa sản. Ở và cân thỉa ở tiết hiệu ản bò cơ môn. Khi tân tôi tiêu hỏi các bộ các mê kỳ chấp lại cái cách la men, tiêu trắng la men mương với cỏ bò cơ môn. Ở cỏ bò cơ môn thì ở la ản men mương. Nghi là lá. Quái thời gian đỡ cho cùng quyết. Bao tan ngay cuối tuần, đỡ đô húng y đếu với một miếng lòng lúng mướng pi, mướng vang, mướng tháng. Tím đền tan lúng, ản coi lá rướng thiêng, đạc đột của chữ mướng. Đỡ chữ tấm tán loái cơ, cún, hoạt lại, lá đen thử men đặc trưng của một mướng. Tán triển lên khổ bao hang, ờ đứng khá, trứng bao tốn. Cách quần mướng hàng chục cờ khổ đi bổ. Đà lá cho đửa cỏ tán trái nghiếm đầy đủ với kẻ khó khăn. Của một miếng lòng mướng khi đi tím nguyên liễu cha men ráo đới hơ. Có lê ví thỉa, má ráo men lạ cho điểm may. Một miếng mới lưng lái ơ lúng lá trường cất cũng chưa đúng bảo tán ngay quan lõng. Má chúa lứa thánh háng hòa. Tuy thỉa, bước đấu chịu tấm, đửa húng y gặp phải ra đứa kẻ khò, cho kẻ khá khá chưa tên gọi của tán loại dược liệu ở quần mướng, hay cho yếu tổ chiến méng, đừng tướng lúng mướng y cỏ cách chưa đúng tán loại dược liệu khá khá, cống cỏ tán bái men, chẳng đứa như cái dí bàn khác.
Với tán khó khăn lùa, đưa đô húng tiếp tục điền với món miếng ở từng lúng mướng. Đi lấy cún, lấy lạ, trước liếu tươi, đối điền tán thấy thuốc, nhá nghiệp cửu lòng cũng quái tình, đờ tím tên, lòng tranh mốc thuốc nam, cũng tán hóa tỉnh của nả. Bờ thời gian kháo cửu, thủ thấp, hữu trình, chán chốt thử nghiệm thành công, bốn trang tha thịt lướng tán chán phấm ráo, với cái lá men bơ cơ, cò, hoa, lạ, ơ khủ rứng. Nà y ản cái đoán nhấn của các bộ các mế, cũng tán khe kháng. Bớ lùa hợp tác cha thanh yên tha đới, với chữ mệnh khôi phục báo tốn, trong nét văn hóa chiến thủng, văn hóa âm thức của món mướng, cũng tán chán vật của quần mướng, chất lướng thối, trang đẫm bán chắc cố chiến, trời thiếu điển khe kháng lòng cũng quái tình. Thối nhất, lá ráo men lạ thuy thướng chữ mướng, chan phẩm trang lòng miếng kể chặt lá tinh hoa văn hóa cối nguồn, cũng kể ký chiếu với kể thiên nhiên ban tặng. Nếu như lớp ni với môi mướng, quyết lá đen men ráo theo lùi đới hơ, ản lá thù cung, tám loại dước liếu khao khi thù hải quế, ản trang thừa trang quang. Đài chân ả khô, khao lụa phân loại thánh tướng nhỏm khá khá, băm mẻn, đài khô, đìn ánh láng mắt lưới, hay lơ khửa. Khao khi ản đài khô tổng hợp tán loại dước liễu, y ản đâm cho nả mén thanh bột, khao lùa nắn thanh lại men. Lớp hết là huyết chuẩn bị cảo đếp, cống bốt cảo, ản lốn đếu với dước liễu, theo liễu lưỡng vừa phai, khao lùa hóa đạc lót, nháo nắn thanh mối khổi bốt men. Khi cảo ản bốt men, một miếng lá đen tán lại men vừa lang bán thay. Kể thứ quy chính lá mèn chiến thủng lùa, trường chan chuất, ráo men lạ thuy thướng chữ mướng, đa trang bị cống áp trúng mảy móc, thiết bị, công nghệ, kỹ thuật tiên tiện, trang lái hiếu chuất thối. Lớt hết lá mảy nghiến, ản thay thể cho củi đâm, quyết nghiến trước liếu thánh lại, cống ản bối mín hơn, hiếu chuất thối hơn. Mảy lún thay với nháo nản băng thay, bốt cảo cống bốt trước liếu ản đi lưỡng, lòng hán mức dùng tích mảy lún, khao lùa cho đác bào vứa phai, công ản hôn hớp men lạ nhanh hơn với khối lướng thối hơn. Khao khi tán khay đứng lại men, ản đác mỗi ép cái lớp men cải, mày ba viên cô cha tha tán lại men vứa phai đách liêng khay. Tán lại men khao khi ản đác men cải, cùng ăn đách bao lòng thủng, đái thóc, cùng ản trang bao phóng đơ dư nhiệt với nhiệt độ lùng bính hao thảm điểm ba mưa đố chê. Cào đưa lá ráo ăn hợp tác cha chiếu đúng, lá cào dùng đới hơ, đếp thu thách yên, ăn cờ lên ná bậc thang, cháo lên trăm lăm mét cho vời mực đác biển. Ẩn đác mát lén, bớ cái ngọt đác ớt lòng khủ, mỗi năm mỗi múa, chẳng phù hợp với phân cho. Khi cơm chín, ăn đai tha cái thùng, đách lưng lưng giả giấu đưa đảm bảo vệ sinh. Khi nhiệt độ cơm kiếm là bán mẩy ơ nhiệt độ hợp lý, ản đánh men vào một cách nhanh quẩn. Linh hồn của ráo chỉ lá men, quyết chưa đúng cái cách thức lá men lạ, thao dược bị chiến, bớ chư thi của trần tốt với mứa bổn loái thao dược. Tán dược tỉnh của tán thao dược có tác đúng ức chế, vi khuẩn vi trình chẳng có lưới, táo vĩ, táo hương men, trang ú ba mười ngáy, mười trang trừng cất. Về kỹ thuật thì chúng tôi sử dụng phương pháp lên men cổ truyền của dân tộc Mường. Về cách la thì tàn tôi dùng cái cách lên men cổ truyền của dân tộc Mường, cũng có dùng thêm tàn cái công cụ khác hiện đại. Đỡ quả chích lên men, nó đảm bảo cùng tốt hơn. Tàn tôi dùng cái cách chưng cất thủy thường của mòn Mường. Lăng quả chính mà khi rào chảy tha thì ở kẻ tổ nòn khoảng 70 tổ. Lăng khi mà nổ ở nhiệt độ cao lên thỉa, thì có một cái lợi là cho cái độc tố ở long trào nó pal hơi ở nhiệt độ thấp như là anhydrid ở nhiệt độ 20 tổ, cùng methanol pal hơi ở nhiệt độ lên khoảng 10 tổ. Trên đấy thì mấy khi nổ trào theo cái cách ni, thì trào của tan tôi ó có chất tố cũng rất an toàn đảm bảo cho người ổn. Và rất an toàn đảm bảo cho người sử dụng. Trường chan chuất trường cất theo phương pháp đới hờ lá thủy thướng, chích ráo lên men ản đu nỏng lòng cái viếng đúng, ráo hỏa hơi, lừng cho, gắp tẩy cháo, chả, lén, yên ngưng tú, đổi thuồng cái miệng cô, hính mai đó, hừng đìn, đơ lá cái ba ba. Cho cáng cháo, ráo y cáng tinh ngon. Tán cho ráo bớ ba ba, theo ổn lê, cháy thao quái.
ráo cháy và hơi nỏng lên bái mở đố chê. Vở nhất đố ní, tán đốc tổ tlong dùng giấy ráo tốn tái ơ nhất đố thấp hơn, công bị chiết tiêu, bớ lùa cỏ ản ráo, thuy thướng chất lượng an toán cho con mỏ, khi chưa đúng ở mức đố vừa phải. Trào của tân tôi dòng đi kiểm nghiệm ở Viện Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Bộ Khoa học cùng Công nghệ là tân đơn vị uy tín Pakani, đều cho chỉ số aldehyd cùng methanol là tân cái chất tốt mà người tiêu dùng cả ni rất là quan tâm, mệnh chỉ số cực kỳ theo. Ví dụ như ở sản phẩm trào mỉa thạch yên của tân tôi, chỉ số methanol băng khôn. Ở thế thời ản, lòng khi cho phép an toàn của Bộ Y tế là hào nghìn, có nghĩa là trào cả móc nổ của tân tôi, chỉ số methanol của tân tôi chỉ có bổn mưa thôi. Bổn mưa lên hào nghìn, có nghĩa là treo hơn 100 lần độ cho phép. Nó rất là an toàn. Để đảm bảo tính cạnh tranh, đáp ứng thối tán yêu cầu khắt khe của thịt lớn như cá ní, Hợp tác xã Thạch Yên có mạnh trán nghiên cứu ứng đúng công nghệ, đầu tư mua sắm trang thiết bị cũng công cụ hiện đại, bảo tán khẩu chán chất, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của mùi lướng đến quá trình lá men của sản phẩm. Từ đống hỏa lòng hầu hết tán khẩu chán chất, bớ nuôi cỏ men, tạo hình trạng men, lá cơm u men, trừng cất, lót tỉnh khiết, lao hỏa, đọng quẩy chán phẩm. Cái kết hợp trao thỏa khắn khéo giữa tán yếu tố chiến thủng với cổ nghế mời, chẳng nhưng bao tốn ản tán giả trí, lá hương vị chán phẩm ráo hơ, má quán tây cực nâng lên chất lượng chán phẩm, lá đơn thương hiếu, uy tín liền thịt lướng. Quái tha, hợp tác cha còn đính hưởng phát triển bên vương lộ trái, trấn chiến trao cô nghế chay trứng lá nghế chán chuất, lá ráo chiến thủng, có phấn thúc đẩy phát triển kinh tế tra hồi quần mướng, tạo việc lá ôn đỉnh cho mỏ lao đúng. Tôi ấn nhấn bao ni lá ba kháng đối khi mời tôi ý bơ ngơ vì cái quy trình chán chuất ở ni là đứa công đoán. Thì mà khảo mỗi thời gian tôi thấy ý hòa nhập ản. Tôi thấy rất phù hợp. Cơ chế cô nghế về chơi chiến là mời tôi bán nhịp ản. Thấy rất là phù hợp với miếng. Tôi ý cổ hiển lồ trái cho cơ chế cống lá thả tán chán phẩm tốt nhất cho thịt lướng. Trong cái thời buổi này, lòng thời buổi cả ní là một lòng tân khách hàng bộ vải có lựa chọn trò ráng về sản phẩm. Qua dùng sản phẩm rào sử mương ní, tôi cho rằng là một cái tứ mặt khẳng định ản lòng bữa cơm. Tân đơn vị cùng tân hội của tân tôi y đã dùng cùng cảm thấy rất là an toàn. Không khi mà mình ẩn viên khâu niềng thử nghiệm, ngồi tim, khởm ngay khâu, mà vẫn thể thám mại, cảm thấy rất là sướng. Niềng có thể khẳng định là thương hiệu trào tà bao long ngoạn. Cả ní ở tỉnh Hòa Bình ní, tôi thần thắng sản phẩm trào ní y đang là cái lựa chọn của nhiều người ở lòng vừa cơm cùng hội nghị. Của trong những bữa tiệc của hội nghị. Ráo thủy thướng chữ mướng ạt tinh trị khu bán bỉ quyết cố chiến cố nguyên liệu đắc chán, cô nghệ cháy chữa đứng tâm huyết, khát vãng hối trinh, ráo men lạ chân tốt của cơ chữ. Chán phẩm ạt đính hưởng điện đối tướng khe kháng lùng cao cấp. Tự hào giới thiếu văn hóa âm thức đâm đá bán chắc chân tốt. Đờ hưởng điện khe kháng lòng cũng quái tình. Tán chán phẩm tâm huyết chữa đứng lòng lụa bán chắc cho hợp tác cha Thách Yên cũng tán thánh viên lá tha. Ản cơ chờ tê cơ quáng bả giới thiếu ở tán hối chớ, chiến lam lòng cũng quái tình. Ản chớ nông nghiệp có phát triển nông thôn, chón lá sản phẩm tiêu biểu rằng đi trưng bày ở hội chợ quốc tế, cũng sản phẩm ô cốp ở Nhật Bản. Ản mẫu tiêu trúng lòng cũng quái tình, háo hứng đoàn nhấn, tin trúng. Tạo việc lá ổn định chào mới mối lao đúng thường truyền ở lòng trường với mức thu nhập, ít nhất lá bày lưu đúng mối mỏ mối khẳng. Cũng đứa lao động ở tán quần mơ khác là thành viên liên kết của hợp tác cha ở Thạch Yên.